Khi chúng ta nhắc đến những boy band Việt gây tranh cãi của làng bebop, thì chúng ta không thể không nhắc đến cái tên HKT. Sự xuất hiện của nhóm HKT vào những năm 2005 đã nhanh chóng gây xôn xao dư luận vì phong cách thời trang quái dị, màu mè cùng chất giọng khác biệt, sau này cũng trở thành nét đặc trưng riêng của nhóm này. HKT vốn gồm 3 thành viên Hồ Gia Hùng, Lý Tuấn Kiệt và Phạm Linh Phương. 3 cái chữ đầu tiên của những cái tên này ghép lại với nhau cho ra một cái tên nhóm chính thức. Tuy nhiên thì sau này, người hâm mộ còn biết thêm Hoài Lâm từng là thành viên hụt của nhóm, hoạt động chung với một công ty với HKT dưới nghệ danh là Tuấn Khang. Thông tin trên vừa được Hoài Lâm và TT chia sẻ tại một buổi giao lưu cùng với khán giả thông qua một chương trình. Thời điểm bấy giờ thì TT rất ngưỡng mộ giọng hát của Hoài Lâm. Riêng Hoài Lâm không giỏi vũ đạo dù đã tham gia các khóa học, thậm chí còn bị bầu show mắng. TT chia sẻ khi thấy Hoài Lâm khóc, anh đã hỏi thăm. Ngay sau đó thì hai người đã giao kèo rằng khoản vũ đạo của Hoài Lâm sẽ được TT phụ đạo, ngược lại Hoài Lâm sẽ dạy kèm anh hát. Tuy nhiên thì ít lâu sau Hoài Lâm đã chuyển sang công ty khác. Chia sẻ vì lý do không gia nhập HKT, Hoài Lâm nói, em thấy em không bằng đẳng cấp của các anh. Hồi đó em vừa muốn vô nhóm nhưng lại nghĩ mình không hát được và nhảy được. Về phần TT thì anh bày tỏ sự tiếc nuối khi HKT không có sự góp mặt của Hoài Lâm, như cũng mừng vì đàn em ít nhiều đã đạt được những thành công tại thời điểm hiện tại.